Hello, hi. Em tên là Sandy Quỳnh, em ở New York. Em muốn gửi cái live stream này đến anh chị bạn nào làm nail trong vùng New York về một cái vấn đề tin khẩn cấp của em là nạn nhân. Ngày hôm qua là ngày 17 Tây, lúc 2 giờ trưa em nghĩ đúng như vậy. Thì có một cái điện thoại, một người đàn ông gọi lại em, nói với em là tôi là Stackpole New York ở trên New York City, thông báo với bà là ngày mai đúng 1 giờ trưa chúng tôi sẽ đến kiểm tra tiệm bà. Trước tiên bà phải đưa chúng tôi 5 đồng qua thẻ tín dụng. Thì em mới nói là ông cứ việc nói đi, em lắng nghe. Thì khi em nghe ổng nói là New York đến kiểm tra vấn đề bằng neo và vệ sinh và thợ và lương bổng, thì em mới nói là xưa nay á là Stackpole xuống kiểm tra bằng neo vệ sinh, chưa bao giờ Stackpole kia báo trước cho tôi biết cái vấn đề này. Thì họ nói là lực của New York đổi, em không biết là tiệm nail của các anh chị ở tiểu bang khác có đổi hay không, nhưng mà ổng nói là lực đổi. Thì em mới hỏi ổng là khi ông gọi tôi tại sao ông không có số điện thoại, ông show up lên mà trong cái số điện thoại của ông á là no và chữ private. Thì ông nói là chính phủ làm việc không có show up cái số. Thì em nói là 5 đồng, nếu mà ông làm việc á 5 5 đồng cho một lần đi á, thì tiền xăng từ New York xuống đây á, là khoảng 40 50 đồng, rồi tiền công làm sao có 5 đồng. Lấy 5 đồng bằng thẻ tín dụng. Em mới hỏi ổng là tôi ở Mỹ gần 30 năm rồi, làm tiệm nail này cũng đã 20 mấy năm rồi. Mỗi lần Stackpole xuống kiểm tra là kiểm tra chứ không có sự thông báo. Ông mắc tôi cầm phiêu. Tôi hơi nghi ngờ ông, thì ông nói là lực của New York đổi, tại vì những chủ tiệm nail bây giờ hơi bị lôi thôi. Ông nói với em là như vậy. Thì em nói tôi không có tin ông đâu, tôi nghĩ ông là hacker, chứ không có một chính phủ nào mà xuống kiểm tra bằng nail người ta mà báo trước hết á, báo trước thì sao phạt. Đó, anh chị nào làm nail anh chị cũng biết rồi. Thì ông mới cúp cái điện thoại của em. Thì khoảng đâu khoảng 2 hay là 5 phút gì đó, có một người phụ nữ gọi điện thoại lại tiệm em. Họ nói là có tôi muốn kiếm chủ. Thì em nói dạ tôi là chủ nè. Thì họ nói là tại sao Stackpole thông báo cho bà biết là ngày mai là xuống kiểm tra, bà chỉ đưa 5 đồng thôi mà bà không đưa. Thì em mới nói tụi bay là hacker chứ không phải là chính phủ. Mà nếu là chính phủ thì không có cái vụ mà gọi điện thoại xuống đưa 5 đồng, đưa thẻ tín dụng cho tụi bay, rồi tụi bay lấy tiền của người ta chứ gì. Thì bà lại cúp phone em thêm một lần nữa. Thì lúc đó em mới lật đật gọi qua tiệm nail xung quanh thành phố của em ở, là có 4 tiệm nail. Em mới gọi những tiệm nail người Việt của mình. Thì em có hỏi, thì tiệm nail ở trong Davinail mà ở trong Walmart á, nếu anh chị không tin thì cứ trực tiếp hỏi họ nha. Thì em hỏi tiệm nail Davinail á, em hỏi ủa bà có một cái người nào tự xưng mình là Stackpole xuống để mà nói là xét bằng cho ngày mai không. Bà nói với em có, nó hẹn tao là 3 giờ, nó hẹn mày mấy giờ. Thì em mới nói là nó hẹn tao 1 giờ mấy, 2 giờ, mà giờ là đã hơn rồi, sao tao không, bây giờ hiện giờ là tao thấy hết rồi. Thì bà nói là em trai của bà đã đưa cho nó 5 đồng rồi á, thì hôm nay bà mới kiểm tra lại á, thì nó lấy của bà 300 đồng chứ không phải là 5 đồng nghe anh chị. Nó lấy thẻ thì bà lật đật ngày hôm nay nãy bà gọi em, thì em nói là tôi không có đưa tiền. Tại vì tôi nói thẳng là tao nghi mày là hacker, tại vì cũng cảm ơn Facebook. Em cũng thường xuyên lên Facebook để mà học hỏi cái cách lường gạt của nước Việt Nam mình, chứ em không có nghĩ người Mỹ nó gạt như vậy. Nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên em ở Mỹ gần 30 năm, em thấy là nó gạt trình độ cũng cũng không thua gì Việt Nam mình. Bà nói với em là nó lấy tao 300 đồng. Cái em nói tao không có bị gạt gì hết trơn á. Em nói vậy đó, tao không có bị gạt, bởi vì hôm qua tao nói thẳng với nó, mày là hacker. Không có chính phủ nào xuống mà kiểm tra bằng neo mà gọi trước và đưa 5 đồng. Anh chị thử nghĩ đi, New York xuống dưới đây là 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi, làm gì mà có 5 đồng. Nếu mà lấy tiền xăng cũng phải lấy 40 50 đồng, cái công của người ta đi làm. Mà khi là người ta là Stackpole thì người ta làm có cái vụ gì mà báo trước rồi sao nó bắt phạt anh chị. Đó, cho nên em thông báo khẩn cấp cho anh chị nào mà làm nail, bà chủ tiệm nail hoặc là làm cho tiệm nail nào đó, khi mà coi được cái live stream của em
thì cẩn thận nha, tụi hacker nha, chứ không phải là stackball nào hết. Phải hiểu là ở Mỹ làm việc không có vụ thông báo khi người ta bắt bớ mình. Ok, và thứ nhất, và cái thứ hai nữa là nó chỉ lấy anh chị có 5 đồng thôi, nhưng mà thật ra khi nó có cái số account của thẻ tín dụng anh chị là nó lấy tới 300 đồng và có thể là hơn nữa. Thì hôm qua nay em đã liên lạc 4 tiệm nail ở trong cái khu thành phố của em, là tiệm nào cũng bị, nó chia giờ ra. Em thì 1 giờ, tiệm kia thì 2 giờ, còn Walmart thì 3 giờ. À, rồi những tiệm nail bạn quen biết gì đó thì chia việc chia giờ ra, mà thật ra là nó đã lấy tiền người ta rồi, nó không có xuống. À, em may mắn cái là em học hỏi ở Facebook, em không có bị gạt, nó có gọi em nhưng mà em không có bị gạt. À, em chỉ thông báo cho anh chị thôi. À, em chúc anh chị may mắn, đừng có bị gạt nha. À, ví dụ mà Stackball nó xuống thì dẹp thì cứ dẹp, hôm qua nay em dẹp muốn chết luôn vậy đó. Lần đầu tiên em livestream, em không có thích livestream, tại vì nhiều khi mình nói chuyện văn phạm với lại cách nói chuyện của mình không có được dễ thương, cho nên nhưng mà viết chữ thì không có dấu, sợ anh chị đọc cũng được, cho nên livestream cho anh chị biết. Chúc anh chị một ngày may mắn, xin Chúa ở nơi anh chị để đừng có bị lừng gạt. Chào. Phút thanh bình miền Trung đi qua bao mưa nắng vẫn thắm tình, biển quê tôi cát trắng trải bờ em, giang tay vui đùa bơi giữa con sông ôm, biển xanh liên hoa đoàn thuyền về đây cá tô. Bỗng đầu nghe đau thương đến không ngờ, chiều nay ai ơi nghe tình sạc cá khắp bờ, nổi trôi theo con sóng cuốn vào đây, hoang mang muôn ngàn câu hỏi ai có hay, bữa cơm quê nghèo rơi lệ nhìn trắng đôi tay. Ai gây nên niềm đau ấy, ai gieo vào lòng biển cái chết hôm nay, biển là bạn giờ thành mối hiểm nguy, vì ai hãy nói đi. Ôi ai xây nên nhiều nhà máy, nhưng môi trường hủy hoại thì đâu nghĩa chi, cháu con bao đời sau về đâu, cuộc đời con có bao lâu, trả cho tôi đây con sống chán hòa, miền Trung đơn sơ nhưng êm ấm những mái nhà, trả cho tôi cát trắng xóa bàn chân, xa khơi con thuyền mang về đầy khoang cá tôm, biển xanh êm đềm cùng chào đón giữa mênh mông. Những ngư dân làm nghề lặn biển ở thôn Ba Đồng, phường Kỳ Phương, tỉnh Hà Tĩnh là những người trực tiếp chứng kiến ống xả thải khổng lồ dưới đáy biển của tập đoàn Formosa. Đoạn ống xả thải chạy ngầm dưới biển dài khoảng 1.400 mét, đường kính ống dẫn chính khoảng 1,4 mét. Đoạn cuối của ống dẫn chính được nối với 3 ống xả nhỏ, mỗi ống dài khoảng 2 mét. Cuối các ống xả nhỏ này được nối bằng cao su để tránh sự tác động của nước biển. Đoạn cuối cùng của ống xả thải chính được công ty này đặt sát đáy biển và chôn lấp. Ai, ai gây nên niềm đau ấy, ai gieo vào lòng biển cái chết hôm nay, biển là bạn giờ thành mối hiểm nguy,
vì ai hay nói đi. Ôi ai xây nên nhiều nhà máy, nhưng môi trường hủy hoại thì đâu nghĩa chi. Cháu con bao đời sau về đâu, cuộc đời con có bao lâu. Trả cho tôi đây con sóng chan hòa, miền Trung đơn sơ nhưng êm ấm những mái nhà. Trả cho tôi cát trắng xóa bàn chân, xa khơi con thuyền mang về đầy khoang cá tôm. Biển xanh êm đềm cùng chào đón giữa mênh mông. Bà lật đật ngày hôm nay nãy bà gọi em thì em nói là tôi không có đưa tiền. À, tại vì tôi nói thẳng là tao nghi mày là hacker, tại vì cũng cảm ơn Facebook. Hả? Em cũng thường xuyên lên Facebook để mà học hỏi cái cách lường gạt của nước Việt Nam mình, chứ em không có nghĩ người Mỹ nó gạt như vậy. Nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên em ở Mỹ gần 30 năm, em thấy là nó gạt trình độ cũng không thua gì Việt Nam mình. Bà nói với em là nó lấy tao 300 đồng. Cái em nói tao không có bị gạt gì hết trơn á. Em nói vậy đó, tao không có bị gạt, bởi vì hôm qua tao nói thẳng với nó, mày là hacker. Không có chính phủ nào xuống mà kiểm tra bằng neo mà gọi trước và đưa 5 đồng. Anh chị thử nghĩ đi, New York xuống dưới đây là 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi, làm gì mà có 5 đồng. Nếu mà lấy tiền xăng cũng phải lấy 40-50 đồng. Cái công của người ta đi làm, mà khi là người ta là state bar thì người ta làm có cái vụ gì mà báo trước rồi sao nó bắt phạt anh chị. Đó, cho nên em thông báo khẩn cấp cho anh chị nào mà làm neo, bà chủ tiệm neo, hỏi ổng là tôi ở Mỹ gần 30 năm rồi, làm tiệm nail này cũng đã 20 mấy năm rồi. Mỗi lần state bar xuống kiểm tra là kiểm tra chứ không có sự thông báo. Ông mắc tôi cầm phiêu, tôi hơi nghi ngờ ông. Thì ông nói là luật của New York đổi, tại vì những chủ tiệm nail bây giờ hơi bị lôi thôi. Ông nói với em là như vậy. Thì em nói tôi không có tin ông đâu, tôi nghĩ ông là hacker. Chứ không có một chính phủ nào mà xuống kiểm tra bằng nail người ta mà báo trước hết á. Báo trước thì sao phạt. Đó, anh chị nào làm nail anh chị cũng biết rồi. Thì ông mới cúp cái điện thoại của em. Thì khoảng đâu khoảng 2 hay là 5 phút gì đó, có một người phụ nữ gọi điện thoại lại tiệm em. Họ nói là có tôi muốn kiếm chủ. Thì em nói dạ tôi là chủ nè. Thì họ nói là tại sao Starbucks thông báo cho bà biết là ngày mai là xuống kiểm tra, bà chỉ đưa 5 đồng thôi mà bà không đưa. Thì em mới nói tụi bay là hacker chứ không phải là chính phủ. Mà nếu là chính phủ thì không có cái vụ mà gọi điện thoại xuống đưa trà vấn đề bằng neo. Và vệ sinh và thợ và lương bổng. Thì em mới nói là xưa nay á, là Stackbar xuống kiểm tra bằng neo vệ sinh, chưa bao giờ Stackbar kia báo trước cho tôi biết cái vấn đề này. Thì họ nói là luật đổi, luật của New York đổi. Em không biết là tiệm neo của các anh chị ở tiểu bang khác có đổi hay không, nhưng mà ổng nói là luật đổi. Thì em mới hỏi ổng là khi ông gọi tôi tại sao ông không có số điện thoại ông show up lên, mà trong cái số điện thoại của ông á là no và chữ virus. Thì ông nói là chính phủ làm việc không có show up cái số. Thì em nói là 5 đồng, nếu mà ông làm việc á 5 đồng cho một lần đi á, thì tiền xăng từ New York xuống đây á, là khoảng 40-50 đồng, rồi tiền công làm sao có 5 đồng. Lấy 5 đồng bằng thẻ tín dụng. Em đưa 5 đồng, đưa thẻ tín dụng cho tụi bay, rồi tụi bay lấy tiền của người ta chứ gì. Thì bà lại cúp phone em thêm một lần nữa. Thì lúc đó em mới lật đật gọi qua tiệm nail xung quanh thành phố của em ở, là có 4 tiệm nail. Em mới gọi những tiệm nail người Việt của mình. Thì em có hỏi, thì tiệm nail ở trong Davinel mà ở trong Walmart á, nếu anh chị không tin thì cứ trực tiếp hỏi họ nha. Thì em hỏi tiệm nail Davinel á, em hỏi, ủa bà có một cái người nào tự xưng mình là Stackbar xuống để mà nói là xét bằng cho ngày mai không? Bà nói với em có, nó hẹn tao là 3 giờ, nó hẹn mày mấy giờ? Thì em mới nói là nó hẹn tao 1 giờ mấy, 2 giờ, mà giờ là đã hơn rồi, sao tao không, bây giờ hiện giờ là tao thấy hết rồi. Thì bà nói là em trai của bà đã đưa cho nó 5 đồng rồi,
á, thì hôm nay bà mới kiểm tra lại á, thì nó lấy của bà 300 đồng chứ không phải là 5 đồng nha anh chị. Nó lấy thẻ thì bà hello hi, em tên là Sandy Quỳnh, em ở New York. Em muốn gửi cái livestream này đến anh chị bạn nào làm nail trong vùng New York về một cái vấn đề tin khẩn cấp của em là nạn nhân. Ngày hôm qua là ngày 17 tây lúc 2 giờ trưa em nghỉ, đúng như vậy, thì có một cái điện thoại một người đàn ông gọi lại em, nói với em là tôi là Stackpole New York ở trên New York City, thông báo với bà là ngày mai đúng 1 giờ trưa chúng tôi sẽ đến kiểm tra tiệm bà. Trước tiên bà phải đưa chúng tôi 5 đồng qua thẻ tín dụng. Thì em mới nói là ông cứ việc nói đi, em lắng nghe. Thì khi em nghe ông nói là New York đến kiểm